hỏi: Quy y tăng nghĩa là gì? Đáp: Quy y tăng là gì? Vậy tôi hỏi chú, quy y chú là gì? Tăng à, chúng à, tức là hiền thánh tăng và phàm phu tăng của thời quá khứ hiện tại, đó là quy y tăng. Tôi đã nói trước rất rõ ràng là tôi không có trí huệ để trả lời những câu hỏi quá thâm sâu. Còn đối với các câu hỏi quá cạn cợt thì lại làm mất thời giờ của đại chúng, cho nên tôi cũng không giải đáp. Hỏi: 1. Phật Bồ Tát có thể gánh vác giùm nghiệp chướng của chúng sanh phải không? 2. Làm sao để phân biệt được ai là vị sư chân chánh? Đáp: 1. Quý vị có tội mà biết sửa đổi thì Phật Bồ Tát sẽ có quyền lực tha tội cho quý vị. Còn nếu quý vị có lỗi mà không chịu sửa đổi, lại chuyên môn nhờ vào Phật, Bồ Tát gánh vác tội chướng cho quý vị, thì là hết chỗ nói rồi. 2. Nếu muốn phân biệt ai là minh sư chân chánh thì hãy xét coi vị đó có tâm tranh, tâm tham không, xem vị đó có phải là người ích kỷ tự lợi không, thấy vị đó có thường nói những lời như phương tiện xảo thuật dối trá không. Nếu là người như vậy mà vẫn còn cho là thiền tri thức thì cũng là hết chỗ nói luôn. Hỏi: Làm thế nào để gia trì cho người bệnh? Đáp: Nếu muốn trị bệnh cho người thì trước tiên hãy chữa bệnh cho chính mình rồi hãy nói. Hỏi: Một ngày học một chữ và một chữ học cả ngày thì có chi khác biệt? Đáp: Ăn cơm và cơm ăn có gì phân biệt? Hỏi: Làm sao phân biệt được thế nào là bệnh nghiệp chướng? Đáp: Là chứng bệnh rất kỳ quái, không nguyên cớ gì mà đột nhiên lại phát sanh. Hỏi: Làm sao để không có lửa vô minh? Đáp: Tức là phải tu pháp môn nhẫn nhục ba la mật và tuyệt đối không được nổi giận. Điểm then chốt chủ yếu nhất là nếu chúng ta không nổi nóng thì sẽ có trí huệ. Hỏi: Tại sao bị ngủ gục? Đáp: Không đủ tinh thần thì bị ngủ gục. Chẳng hạn như ngủ không đủ, trai nghĩ tưởng đến gái, gái thì nhớ tưởng đến trai, còn người xuất gia thì tưởng đến ăn, đến tối không ngủ được nên mới bị ngủ gục. Chuyện này thì chẳng có gì cả, rất đơn giản vậy thôi. Hỏi: Vì phục vụ cho đại chúng mà bị người phỉ báng thì chúng con nên làm sao? Đáp: Vì làm việc phục vụ cho đại chúng mà lại bị phỉ báng thì càng nên làm thêm. Nếu bị người phỉ báng rồi không làm nữa thì đó không phải là sự phục vụ chân thật. Hỏi: Trong sách có câu: Ngàn ngày học Huệ, trí thế gian, không như một ngày học vô văn, là nghĩa gì? Đáp: Phân biệt danh tướng không biết ngừng, dầu biển đếm cát tự nhọc thân. Ai học Huệ ngàn ngày, ai một ngày học vô văn, không nên cứ lo giặt quần áo cho người. Hỏi: Ăn chay rốt cuộc có điểm gì tốt, còn không ăn chay thì có chỗ nào là không tốt? Đáp: Quý vị ăn chay thì lúc sống bị thiệt thòi, còn như không ăn chay thì lúc chết sẽ bị thua thiệt. Hỏi: Mỗi vị Pháp Sư đều nhấn mạnh rằng danh hiệu vị Phật của mình niệm là tốt nhất, nhưng chúng con là những người mới học đạo, vậy rốt cuộc thì chúng con nên niệm danh hiệu Phật nào mới phải? Đáp: 10 phương chư Phật ba đời đều là cùng chung một pháp thân. Dù quý vị niệm một vị Phật nào cũng đều là đi trên con đường dẫn về thế giới cực lạc. Phật là bình đẳng, không có nào là Phật thiệt, Phật giả, Phật sống hay Phật chết. Ha ha ha,